Trời đã bắt đầu vào thu. Cái thu không điệu đà như mùa xuân, không oi bức như mùa hạ và cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Thu mang đầy vẻ dịu dàng và tinh tế. Yên thường rất là thích đi bộ trong rừng, thưởng thức cái không khí trong lành và se se lạnh. Thở vào, thở ra, từng bước chân hôn nhẹ đến đất mẹ. Đất mẹ luôn giữ một cảm giác thật là an yên. Được hòa cùng với thiên nhiên làm cho mình cảm thấy thật là bình an và vững chãi. Vài chiếc lá đã ngả mình sang màu vàng đỏ. Vẫn còn nhiều lá xanh trên cành. Và đâu đó có chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đất. Mùa thu cũng là mùa mà Yên bắt đầu thu hoạch những cây nhà lá vườn mà mình đã trồng. Đây cũng là dịp thu hoạch hạt giống để dành cho đợt sau.